Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh em một siêu phẩm, một con quạt rất là đẹp đến từ thương hiệu của Mitsubishi. Thì đây là chiếc quạt Mitsubishi cánh đục chóp hỏa tiễn và anh em có thể thấy cực kỳ đẹp. Con này thì anh em có thể thấy là nó có dây nguồn và đây nó có một cái số nguồn phụ. Cái nguồn phụ này là khi mà chúng ta giống như mở nguồn lên. Đó. Và số của nó là số 3 cấp độ gió. Số ngược có nghĩa là số 1 là số lớn nhất. Và anh em có thể để ý cái phần thân của nó rất là mới. Con này tuyệt vời. Quá mới luôn. Đây là cái phần logo mặt trước của nó đây. Bên trong này là cái chóp hỏa tiễn. Và cái nguồn phụ này thì anh em nhấn vào đây giống như tắt mở nguồn ấy, nhưng mà nó cũng rất là tiện. Nó gần giống như là kiểu cái remote của những cái con quạt cổ của Nhật. Thì ở đây thì anh em có thể thấy là toàn bộ cái lồng của nó là dạng lồng sơn và còn rất là đẹp. Quá tuyệt vời. Đây nó cũng có, quay gần cho anh em thấy, đây nó cũng có một cái vết xước nhỏ nhưng mà không có đáng kể. Anh em có thể thấy cái độ mới của nó rất là cao. Và cái cánh đục này anh em có thể thấy cánh đục này rất là mới. Đó. Thì với những cái dòng quạt sưu tầm như thế này thì không thể nào mà bỏ qua được. Và anh em có thể thấy cái đế của nó này. Đó. Cái đế này nó làm từ giữa thân trở lên chứ nó không làm từ đuôi. Đó, toàn thân là gang sắt hết. Từ cái thân cổ cò cho tới bầu biết này kia là gang sắt hết. Con này thì nó được sản xuất từ thập niên 60. Rất là đẹp. Đó. Anh em nào mà yêu thích thì có thể liên hệ với em để mua cái cây quạt Toshiba này nhé. Rất là đẹp. Nó có cái tên gọi nữa hình như là Toshiba Thiên Nga thì phải. Rồi cảm ơn tất cả anh em.